Chào mừng quý vị đang đến với chương trình NTTU Kết nối. Đây là chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp trực tuyến của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập và sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao như hiện nay, thì việc sở hữu trong tay một tấm bằng cử nhân chuẩn quốc tế và sử dụng ngoại ngữ linh hoạt, cùng với đó là tư duy làm việc của người nước ngoài, đó là những công cụ cạnh tranh nghề nghiệp tối ưu nhất của các bạn sinh viên sau khi ra trường. Và với chủ đề Học Đại học chuẩn quốc tế, xu hướng tất yếu của thời hội nhập, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay có mời đến đây hai vị khách mời đặc biệt. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế NIIE, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Và thầy Rob Pinter, giảng viên Viện Đào tạo Quốc tế NIIE. Và cảm ơn hai vị khách mời ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình. Và câu hỏi đầu tiên Ngọc Huế xin gửi đến thầy Tuấn Anh, đó là thưa thầy, trong thời kỳ hội nhập và quốc tế hóa thì các bạn sinh viên sẽ có rất nhiều cơ hội được mở ra trong vấn đề việc làm. Tuy nhiên các bạn sẽ phải đối mặt với các thách thức nếu các bạn không trang bị đầy đủ cho mình những kỹ năng mềm và kỹ năng về ngoại ngữ. Thầy nghĩ sao về vấn đề này ạ? Thì trong thời kỳ hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa thì chúng ta đều biết rằng đây là một cơ hội rất lớn cho nền kinh tế Việt Nam và cũng là một cơ hội rất lớn cho sinh viên Việt Nam để có thể bước vào sân chơi thế giới. Nhưng để mà có thể thành công trong cái thời đại hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa này á, thì một cái năng lực rất là quan trọng là năng lực ngoại ngữ, mà cụ thể là năng lực tiếng Anh. Thống kê cho thấy thì hiện nay các doanh nghiệp, không chỉ là doanh nghiệp đa quốc gia, doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam, mà cả các doanh nghiệp Việt Nam cũng ưu tiên tuyển dụng những cái nhân sự mà có trình độ ngoại ngữ, nhất là trình độ tiếng Anh. Thống kê trung bình thì những cái nhân sự mà có năng lực ngoại ngữ á, thì cái mức lương trung bình của họ thường là 25% cao hơn so với những nhân sự mà không có trình độ ngoại ngữ. Thì tại sao là như vậy? Tại vì chỉ những nhân sự mà có trình độ ngoại ngữ họ mới có thể đóng góp vào cái thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Họ mới thể cùng phát triển với doanh nghiệp để cho doanh nghiệp đi lên, có thể hòa nhập thành công trong nền kinh tế toàn cầu hóa. Bên cạnh đó thì để làm việc hiệu quả thì ngoài cái kiến thức chuyên môn á, thì nhân sự cần phải có thêm những cái kỹ năng mà người ta gọi là kỹ năng làm việc hiệu quả, hay mà ta còn hay nghe là kỹ năng mềm đó. Ví dụ như là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng quản lý thời gian. Những kỹ năng này giúp cho cái người nhân sự có thể làm việc một cách hiệu quả trong cái môi trường hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa. Và đây cũng là chính là một cái lý do mà tại sao mà chúng ta hiện nay cũng nghe các công ty thường than phiền về cái khả năng làm việc của nhân viên, là vì nhiều nhân viên hiện nay, nhất là những sinh viên mà mới ra trường á, thì họ thiếu những kỹ năng này. Và trong tương lai, các sinh viên mà muốn ra trường mà có việc làm tốt thì cần phải trau dồi những kỹ năng này, kỹ năng mềm, và thứ hai là cái năng lực ngoại ngữ. Và thưa thầy Rob, với góc độ là một người đã sống và làm việc một thời gian dài tại Việt Nam, thì thầy nhận xét như thế nào về kỹ năng làm việc cũng như là năng lực ngoại ngữ của các bạn sinh viên Việt Nam? Đồng thời thầy đánh giá như thế nào về kỹ năng học ngoại ngữ của các bạn sinh viên hiện nay ạ? So in fact, based on the experience of working with Vietnamese students for over 2 years, I must say that I'm very happy to see that Vietnamese students are hardworking and eager to learn more as well as to enrich their knowledge. Nonetheless, we're still facing some challenges, mainly due to the lack of soft skills as well as lack of foreign language abilities. You know, from my own experience, also from working in different countries, I see that many students are facing these difficulties, not only in Vietnam, but also, I would say, in other Asian countries, also in other European countries. I have observed that students with passion and students who are really willing to and eager to learn more, they will be able to. And especially nowadays, I believe it's really important for our students to do so, since we have more and more international companies coming to Vietnam and there are so many opportunities out there. So I highly recommend and encourage everybody to try their best indeed. Và như những điều thầy Rob vừa chia sẻ, thì hiện nay Viện Đào tạo Quốc tế NIIE đã làm những gì để giúp sinh viên có thể cải thiện kỹ năng mềm cũng như là khả năng ngoại ngữ của mình, thưa thầy Tuấn Anh? Thì để khắc phục hai cái khuyết điểm lớn của sinh viên Việt Nam, đó là năng lực ngoại ngữ và cái kỹ năng mềm,
Thì ở Viện Đào tạo Quốc tế NIAE, chúng tôi đã xây dựng một chương trình đào tạo được gọi là chương trình đào tạo chuẩn quốc tế. Gọi là chương trình đào tạo chuẩn quốc tế là tại vì chúng tôi khi xây dựng chương trình đào tạo này, chúng tôi tham khảo và áp dụng cái chương trình đào tạo của các nước có nền giáo dục tiên tiến. Thì cái chương trình đào tạo này nó có mục tiêu chính là bên cạnh trang bị những kiến thức chuyên môn cao cho sinh viên, thì chúng tôi cũng trang bị cho các em những cái năng lực ngoại ngữ. Cụ thể là trình độ tiếng Anh của em khi các em khi tốt nghiệp ra trường sẽ đạt được chuẩn B2, tương đương khoảng là 5.5 IELTS. Đồng thời cũng trang bị cho các em những cái kỹ năng mềm như là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng quản lý thời gian. Qua những học phần chuyên môn về những kỹ năng này, đồng thời là lồng ghép giảng dạy trong những cái học phần chuyên ngành. Và cái chương trình này đặc biệt là chúng tôi dạy bằng song ngữ, sử dụng giáo trình tiếng Anh. Những cái điều này giúp cho các em nâng cao được năng lực ngoại ngữ của mình, đồng thời là tiếp thu được cái kiến thức chuyên môn, chuyên ngành của mình. Và thầy có thể giới thiệu về những phương thức tuyển sinh mà Viện Đào tạo Quốc tế NIAE đang áp dụng cho các chương trình đào tạo quốc tế là như thế nào ạ? Hiện nay Viện Đào tạo Quốc tế NIAE thì đang tuyển sinh 7 chương trình đào tạo chuẩn quốc tế như sau. Thứ nhất là chương trình quản trị kinh doanh, trong đó có hai chuyên ngành là kinh doanh quốc tế và marketing. Thứ hai là chương trình kế toán. Thứ ba là quản trị khách sạn. Thứ tư là luật kinh tế. Thứ năm là công nghệ thông tin. Thứ sáu là công nghệ kỹ thuật ô tô. Thứ bảy là ngành mới logistics và quản trị chuỗi cung ứng. Thì các em học sinh quan tâm đến chương trình đào tạo chuẩn quốc tế của Viện Đào tạo Quốc tế NIAE có thể đăng ký xét tuyển. Thì có 3 phương thức xét tuyển như sau. Thứ nhất là các em có thể dùng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để xét tuyển. Thứ hai là các em có thể sử dụng tổ hợp các môn của điểm trung bình học bạ của mình để xét tuyển. Thứ ba là các em có thể sử dụng cái kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và kỳ thi đánh giá năng lực của trường Đại học Đức Thành để xét tuyển. Thì thời gian xét tuyển thì hiện nay nhà trường liên tục nhận hồ sơ từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Viện Đào tạo Quốc tế. Các em quan tâm thì có thể ngay từ bây giờ đăng ký xét tuyển tại Viện Đào tạo Quốc tế. Thì ngoài ra thì nếu mà các em quan tâm đến kỳ thi đánh giá năng lực của trường Đại học Đức Thành thì các em có thể đăng ký hồ sơ để tham gia kỳ thi này vào tháng 6 và dự kiến là trung bình giữa tháng 7 sẽ có tổ chức trường để tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực này. Xin được cảm ơn câu trả lời của thầy Tuấn Anh rất nhiều. Và thưa thầy Rock, để theo học các ngành nghề theo chương trình đào tạo chuẩn quốc tế thì sinh viên cần lưu ý những điều gì ạ? In fact, it is not too difficult for Vietnamese students to gain the qualification because the programs have been designed through the combination of practical skills and also academic knowledge. So, besides that, NIAE also supports all students in all ways. I must say that lecturers act also as facilitators and help not only students to understand the materials, but also help them in developing themselves, which I think is really great. And not only the lecturers, but in fact all the staff at NIAE, I believe that are strong supporters and are a great help for all our students. Nonetheless, I still believe that when it comes to achieving the goals, it is really important that students have self-discipline and learning autonomy in order to really being able to reach their goals. Và xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của thầy Rock rất là nhiều. Quý vị phụ huynh và các bạn học sinh thân mến, trong khi thời lượng phát sóng chương trình, quý vị có bất kỳ những thắc mắc nào thì quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với trang fanpage của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Chúng tôi sẽ giải đáp ngay cho quý vị. Và quay lại một vấn đề mà Ngọc Huế muốn gửi đến thầy Tuấn Anh, đó là hiện nay có rất nhiều trường có chương trình đào tạo chuẩn quốc tế. Vậy thì thầy có thể cho biết là tại Viện Đào tạo Quốc tế NIAE có gì khác biệt so với những trường khác không ạ? Để giải quyết những bất cập về năng lực ngoại ngữ và cái khả năng làm việc hiệu quả của sinh viên Việt Nam, thì đào tạo theo chuẩn quốc tế là xu hướng hiện tại mà các trường đại học Việt Nam đang đi theo. Thì tại Viện Đào tạo Quốc tế NIAE chỉ giúp tôi, thì chương trình chuẩn quốc tế nó có những cái điểm khác biệt như sau. Chương trình chuẩn quốc tế của chúng tôi được xây dựng trên cơ sở tham khảo và áp dụng chương trình đào tạo của các đối tác quốc tế rất uy tín mà hiện nay Viện Đào tạo Quốc tế đang có hợp tác, như là trường đại học Coventry của Anh, trường đại học Angelo Steck của Mỹ, trường đại học Central Phần Lan. Thì chúng tôi tham khảo các chương trình đào tạo của trường này và chúng tôi đưa vào áp dụng trong chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế. Thì chương trình đào tạo của chúng tôi hiện nay là đào tạo trong 3 năm rưỡi.
thì năm đầu các em sẽ được tập trung nâng cao cái năng lực ngoại ngữ của mình. Đồng thời chúng tôi cũng trang bị cho các em những cái kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng mềm. Hai năm sau thì các em sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Thì giáo trình đào tạo chúng tôi ở Viện Đào tạo Quốc tế là hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, để cho giúp các em vừa nâng cao năng lực ngoại ngữ đồng thời là trang bị kiến thức chuyên môn, thì trong những cái hai năm đầu thì môn chuyên môn thì được dạy bằng song ngữ, giáo trình dạy bằng tiếng Anh nhưng mà vẫn dạy bằng tiếng Việt. Nhưng mà năm cuối thì học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thì bằng cách này chúng tôi vừa giúp các em nâng cao được cái năng lực ngoại ngữ của mình, đồng thời là cũng sẽ cung cấp cho em những kiến thức chuyên môn cập nhật mới nhất hiện nay. Thì phương pháp đào tạo thì chúng tôi cũng áp dụng những phương pháp đào tạo hiện đại nhất của các trường quốc tế mà chúng tôi đã hợp tác. Thì không chỉ giảng dạy bằng lý thuyết mà chúng tôi giảng dạy qua thực tiễn ứng dụng. Ví dụ như là khi mà giảng dạy những môn như là quản lý sự kiện, thì các em không phải học bằng những giờ lý thuyết trong lớp mà học bằng cách là trực tiếp tham gia tổ chức một sự kiện nhất định. Để từ đó mà em hiểu được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để mà làm công việc chuyên môn của mình. Và chúng tôi đánh giá cũng không phải đánh giá qua các kỳ thi, mà đánh giá qua bằng cách là những cái hoạt động thực tiễn, những dự án mà các em làm. Bằng cách đó chúng tôi giúp cho các em trau dồi được kiến thức chuyên môn của mình, sẵn sàng để mà ra trường các em có thể làm việc cách hiệu quả trong doanh nghiệp. Và thưa thầy, có một vấn đề đang là thắc mắc của rất nhiều bạn sinh viên, đó là nếu như mình không giỏi tiếng Anh thì có học được chương trình đào tạo chuẩn quốc tế hay không? Và về phía nhà trường đã có những lộ trình như thế nào để bồi dưỡng tiếng Anh cho các bạn sinh viên trong quá trình học? Không giỏi tiếng Anh là cái hiện trạng hiện nay mà học sinh Việt Nam sau khi tốt nghiệp phổ thông gặp phải. Thì ở Viện Đào tạo Quốc tế chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ vấn đề này. Thì để giúp cho các em sinh viên có thể nâng cao năng lực tiếng Anh của mình, thì Viện Đào tạo Quốc tế chúng tôi cũng đã xây dựng một chương trình tiếng Anh đặc biệt. Chương trình này sẽ giúp cho các em khi tốt nghiệp tại viện sẽ đạt được trình độ tiếng Anh đạt chuẩn B2, tương đương 5.5 IELTS. Chương trình này có 6 học phần và học trong 2 năm. Khi các em vào học tại viện thì các em sẽ có tham dự một kỳ thi kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ của mình. Thì dựa trên cái kỳ thi, kết quả của kỳ thi này, các em sẽ được xếp vào lớp tương ứng với trình độ của mình. Giờ học các em thì sẽ được nâng cao được cả 4 kỹ năng, bao gồm cả nghe, nói, đọc, hiểu. Đặc biệt là cái giờ mà luyện nói thì các em được học hoàn toàn với giáo viên bản ngữ. Và cái việc mà dạy tiếng Anh của em không chỉ là học trong lớp, mà chúng tôi dạy các em thông qua một cái chương trình đa dạng có hoạt động. Ví dụ như các em sẽ tham gia được các hoạt động như là câu lạc bộ tiếng Anh, tham gia cuộc thi hùng biện, tham gia cuộc thi viết tiếng Anh và cả tham gia những cái hoạt động field trip. Thì mục đích là chúng tôi là tạo ra một môi trường nói tiếng Anh để giúp các em luôn luôn có thể mà nâng cao được và có khả năng rèn luyện được cái trình độ tiếng Anh của mình. Dạ, còn về phía thầy Rock, thầy nghĩ sao về vấn đề này ạ? You know, at NIE we have special English programs. And these programs are intensive, so they are really aimed at improving our students' English skills. I believe these programs are really good, also because our lecturers are truly trained to apply different teaching methods, which strongly focus on the students' communication skills. Apart from that, what is really special and what I really, really feel is really nice is that at our school we also have different activities to make this learning experience more fun. We do have different clubs, we have different outside classes, we also have class exchanges. And all these activities make it more fun for the students to acquire their language skills and to finally improve their language. Và thưa thầy Tuấn Anh, khi theo học tại các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, thì sinh viên sẽ có được hỗ trợ gì về chương trình học bổng cũng như là học phí không thưa thầy? Thì hiện nay Viện Đào tạo Quốc tế chúng tôi đào tạo theo chứng chỉ và học phí sẽ thu theo chứng chỉ. Nghĩa là số học phí mà các em học đóng từng học kỳ sẽ tùy theo các số học phần mà các em đăng ký. Thì chương trình đào tạo chuẩn quốc tế của chúng tôi có khoảng 153 tín chỉ. Thì học trong 3 năm rưỡi thì trung bình là các em sẽ đóng học phí khoảng 14 triệu một học kỳ. Một năm có 3 học kỳ. Về chính sách học bổng thì để khuyến khích và hỗ trợ các em sinh viên khá giỏi theo học tại viện thì chúng tôi cũng có rất nhiều chính sách học bổng khác nhau. Thứ nhất là chính sách học bổng 100% học phí dành cho thủ khoa hàng năm đầu vào của viện. Thứ hai là chính sách học bổng 50% học phí.
thì các bạn sinh viên mà có một trong điều kiện sau, ví dụ như là có điểm kỳ thi trung học phổ thông từ 20 điểm trở lên, hoặc là bạn có điểm trung bình học bạ của mình là từ 8,5 trở lên, hoặc là bạn có điểm IELTS từ 6 chấm trở lên, thì các bạn sẽ nhận được cái học bổng là 50% học phí. Ngoài ra chúng tôi có học bổng 30% học phí dành cho các em học sinh trung học phổ thông nếu mà có điểm trung bình học bạ từ 8 chấm trở lên. Bên cạnh đó chúng tôi cũng có học bổng khuyến khích dành cho các em sinh viên hàng năm của mình, nếu mà trong 5% các em sinh viên mà có kết quả thi kế hoạch học tập trong năm của viện thì các em sẽ cũng nhận được học bổng học phí 50% của mình. Và thưa thầy, để các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có thể tham khảo thông tin chi tiết về phương thức tuyển sinh cũng như là các ngành nghề tại viện NIAE thì các bạn có thể tham khảo ở đâu thưa thầy? Quý phụ huynh và các em học sinh quan tâm đến chương trình chuẩn quốc tế của Viện Đào tạo Quốc tế chúng tôi thì có thể tham khảo thêm thông tin tại trang web của viện là niee.edu.vn hoặc là trang web tư vấn tuyển sinh của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Ngoài ra thì quý phụ huynh và các em học sinh có thể gọi trực tiếp cho số điện thoại tư vấn hotline là 0932 812 244 hoặc là số 0934 812 244. Ngoài ra thì cũng có thể truy cập tham gia vào trang fanpage của Viện Đào tạo Quốc tế NIAE để có thể tư vấn trực tiếp online. Vâng, cảm ơn câu trả lời rất là bổ ích vừa rồi của thầy. Và để quý vị và các bạn hiểu hơn về môi trường học tập tại Viện Đào tạo Quốc tế NIAE, xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn video clip sau đây. Xin chào, mình là Tùng Vi, sinh viên NIAE, Viện Đào tạo Quốc tế Nguyễn Tất Thành. Chắc các bạn cũng giống như mình, muốn trở thành một sinh viên trong một môi trường năng động và chuyên nghiệp. Đối với mình, một môi trường lý tưởng là nơi các bạn sinh viên sẽ được học những kỹ năng và kiến thức hữu ích cho công việc sau này, là nơi có các thầy cô tận tình và các bạn thật dễ mến. Xin chào, mình tên là Võ Kỳ Thiện, hiện nay mình là sinh viên năm 2 ngành quản trị khách sạn nhà hàng của Viện Đào tạo Quốc tế Nguyễn Tất Thành. Mình có một ước mơ nho nhỏ, đó là được đi làm và đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Vì mình muốn làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, đồng thời mình cũng muốn tìm hiểu nhiều nền văn hóa và có nhiều bạn bè trên khắp thế giới. Để thực hiện được giấc mơ đó thì mình cần phải trau dồi khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, và quan trọng hơn thì mình cần phải có được bằng cấp được các nước công nhận. Học tập để có một sự nghiệp thành công trong tương lai là nhu cầu của nhiều bạn trẻ Việt Nam ngày nay. Với tôn chỉ con đường quốc tế cho sự nghiệp thành công, trong những năm qua, Viện Đào tạo Quốc tế NIAE trực thuộc Đại học Nguyễn Tất Thành tự hào là đơn vị đào tạo được đầu tư chất lượng về nội dung đào tạo, đội ngũ giảng viên và cơ sở giảng dạy học tập. NIAE hoạt động theo mô hình du học tại chỗ. Hiện nay, NIAE hợp tác với nhiều trường đại học cao đẳng uy tín từ các nước Anh, Úc, Mỹ, Singapore, đào tạo các ngành quản trị kinh doanh, quản trị khách sạn, tài chính kế toán. NIAE cung cấp cho người học một môi trường học quốc tế đầy năng động và thân thiện. Với kiến thức kỹ năng thực tiễn, văn bằng được công nhận trên toàn thế giới, NIAE tự hào cung cấp cho các bạn trẻ Việt Nam một nền tảng vững chắc cho tương lai. I chose to work at NIAE because of its outstanding reputation as an international education provider. At NIAE, our common goal is to provide students with learning opportunities that will allow them to gain skills and passion to give them a competitive advantage over students from other institutions. I'm optimistic and confident that our institution and our students have a bright and positive future. Thank you. Em đã tự tin hơn rất nhiều về khả năng tiếng Anh của mình trong chuyên môn cũng như là khi giao tiếp hàng ngày. Những tiết học trên lớp luôn mang lại cho chúng em sự hứng thú khi được cùng bạn bè và thầy cô học tập và cảm nhận sâu sắc về bài học hơn. Em chúc cho em và tất cả các bạn đang học trong viện NIAE sẽ gặp được nhiều thành công trong cuộc sống. À,
having a really exciting time in Vietnam, especially at NIIE. I thought that the language and the culture would be a big difference, but actually it's no gap at all. It's really exciting to study NIIE, and I wish all the students in the future at NIIE all the best. Thank you. Như UNESCO đề xướng, tại Viện Đào tạo Quốc tế NIIE với phương châm học để biết, để làm, để chung sống và để tự khẳng định mình. Sự kết hợp hài hòa giữa lý thuyết, thực hành, thực tập, các kỹ năng kinh doanh và lãnh đạo giúp cho sinh viên có sự chuẩn bị tốt nhất cho nghề nghiệp sau này. Chiến lược đào tạo của Viện là đáp ứng nhu cầu phát triển nhân lực cho Việt Nam và quốc tế bằng việc duy trì phát triển mối liên kết với các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia, giúp sinh viên tự tin với khả năng áp dụng các tình huống cụ thể, thực tiễn. Được học tại Viện NIIE, em thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, tự tin hơn rất nhiều, nhận thức các kỹ năng, phương pháp giảng dạy linh hoạt và tinh tế. Từ một đội ngũ giáo viên đầy nhiệt tình với sinh viên, em nghĩ rằng đây là một môi trường tốt để cho tụi em phát huy hết tài năng của mình trong tương lai. Hơn nữa, với một mức học phí vừa phải, văn bằng quốc tế được công nhận trên toàn cầu, đây là những hiện thực mà sinh viên trường NIIE được có. Xin chúc tất cả các bạn sinh viên trường NIIE đạt được ước mơ của mình. Vâng, thưa quý vị phụ huynh và các bạn học sinh, ngoài việc lựa chọn du học trực tiếp tại các nước sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì các bạn học sinh vẫn có thể lựa chọn học tại các trường đại học có chương trình đào tạo chuẩn quốc tế để nâng cao bằng cấp, đồng thời là tiết kiệm chi phí. Đặc biệt hơn nữa, sau khi kết thúc chương trình học tại đây, các bạn vẫn có thể chuyển tiếp sang các trường đại học nước ngoài để tiếp tục chương trình thạc sĩ và tiến sĩ của mình. Và một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến hai thầy ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham gia với chương trình. Và chúc cho các bạn học sinh sẽ hoàn thành tốt kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới. Và quý vị thân mến, quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào lúc 20 giờ tối thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần trên kênh fanpage của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.